Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, còn Nam Bộ mưa về chiều. Cụ thể tại Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tại Nam Bộ, một vài thời điểm trong ngày có nắng nóng, chiều tối có mưa rào. Đây cũng là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa Nam Bộ. Về nhiệt độ từng khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất từ 34 đến 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 38 độ C. Còn từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 36 đến 39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 38 độ C. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 33 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.